Nhưng mà dù sao đi nữa đó chúng ta cũng đã thấy được một điều rất là thú vị Đó chính là 8 giờ đồng hồ trước khi mà chúng ta nhận được thông tin liên quan tới SEC kiện Binance Thì đã có một ai đó trên sàn Binance à, đã có một cái lệnh short cực kỳ lớn các bạn là 20 triệu đô la short đồng BNB Và BNB là đồng hôm nay xuống gần như là 10% nữa các bạn và chúng ta hồi sáng này đó cũng đã nghe một cái tin đồn Đây là một tin đồn mà thôi Đó chính là có khả năng là CZ sẽ từ chức CEO Và người lên thế đó là một người có tên là Richard Tang Đây là người đã được bổ nhiệm để mà dẫn đầu tất cả những hoạt động của Binance ở bên ngoài Hoa Kỳ, nếu như mà CZ mà từ chức CEO thì đây là người mà sẽ đứng lên để mà lại chức vụ đó. Đây là tin đồn mà thôi các bạn. Và trong cuộc phỏng vấn đó, thì Richard Tang cũng đã phủ nhận cái tin đồn này và không trả lời trực tiếp Có thật hay không đó, thì tôi nghĩ chỉ có CZ hay là Richard mới biết mà thôi Nhưng mà có phải có ai đó đã biết gì, gì trước khi mà có vụ kiện này hay là không Nhưng mà đó là cái phần liên quan tới vụ kiện SEC và Binance Chúng ta hãy xem cái phần phản hồi như thế nào thì chúng ta cũng đã biết là CZ là một trong những người mà cũng rất là active ở trên Twitter Có nghĩa là bất cứ có thông tin gì đó thì CZ cũng nhanh chóng lên để mà chia sẻ Đây là một điều mà cũng rất khác biệt các bạn Nhiều khi đã có những cái thông tin xấu được với công ty Thì CEO cũng đã trốn luôn các bạn, không có lên Twitter nữa nhưng Mà trước đó đó thì nói rất nhiều trên Twitter nhưng mà có chuyện là mất tích luôn Giống như là chúng ta nói tới cái vụ giữa, DCG và Genesis đó, Thì các bạn đã nhớ là sau đó thì Bell Shibu cũng đã mất tích cho tháng luôn CC không và mỗi lần có chuyện thì CC cũng đã xuất hiện. Lần này đã cũng không ngoại lệ và đây là cái bản tóm tắt của cái phần phản hồi từ Binance và CZ à, thì các bạn được là có 5 điểm à, thuần tóm tắt ở trong bài viết này để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thứ nhất đó là tất cả các khiếu nại của SEC đều không có cơ sở thứ nhì đó là tuyên bố token nào là chứng khoán một cách tùy tiện là không có ý nghĩa Thứ ba, Binance trong tầm nhắm của SEC một cách không công bằng vì Binance quá lớn và đang có một sự tranh chấp giữa SEC và ban quản lý hợp đồng tương lai CFTC. Hai cái quỹ ban này đang có sự tranh chấp và sàn Binance bị kẹt chính giữa, đó là điều được nói đến. Điều thứ tư là không có khoản tiền nào đang bị rủi ro bây giờ hết, bất kỳ tuyên bố nào nói như vậy đó là sai. Thứ năm, Binance.com không phải là công ty của Hoa Kỳ. SEC có quyền hạn chế mà thôi nhưng mà sàn đang cũng sẽ phản hồi và có ý định là bảo vệ nền tảng của chúng tôi một cách mạnh mẽ có nghĩa là sẽ là to đó các bạn nói chung đó, thì bài phản hồi này cũng rất là ngắn à, và tại vì tôi nghĩ là sự việc cũng mới xảy ra khi mà nhận được thông tin đó, thì đương nhiên họ không thể nào mà nhanh chóng xem hết tài liệu rồi đưa ra một cái sự phản hồi chi tiết có thể là trong vòng ngày tới đây chúng ta sẽ có những cái thông tin chi tiết hơn nhưng mà đây là cái sự phản hồi ban đầu từ Binance và CZ đương nhiên là phủ nhận tất cả những cáo buộc đến từ SEC về cái vụ kiện này đó thì cái quan điểm hiện bây giờ của Thuận đương nhiên chúng ta vẫn phải chờ thêm nhiều thông tin nhưng mà quan điểm hiện bây giờ của Thuận đó thì hầu như là mọi người cũng làm quá lên các bạn tuy là những cái cáo buộc của SEC là rất nghiêm trọng nhưng mà khi mà đọc những tài liệu đó thì cũng không thấy nhiều bằng chứng và thứ nhì nữa đó là những cáo buộc của SEC đều là cáo buộc dân sự hết như là thường dự chia sẻ nếu như mà chúng ta không có cái sự tham gia của DOJ như là bộ tư pháp đó thì đây cũng giống như là những vụ kiện mà chúng ta đã biết là bị kiện sàn này sàn kia, bị kiện gián này gián kia bị kiện mà thôi chỉ là sàn Binance lớn Cho nên cái thông tin này đó rất nhiều người quan tâm đến Và nếu như mà kiện dân sự thì các bạn thường là giải quyết theo cách dân sự mà thôi Thỏa thuận hay là đóng phạt hay là ra tòa kiện tụng với nhau như là công ty Ripple và SEC Và nếu như ra tòa lại kéo dài <laughs> chắc có thể nhiều năm nữa các bạn à, Cho nên đây sẽ là một cái sự kiện kéo dài nếu như mà không có bất cứ một cái thỏa thuận nào hết thỏa thuận hay không đó thì uh, tùy theo là sec có những bằng chứng chi tiết gì mà chưa có chia sẻ hết cho mọi người và Bà cái câu hỏi là bộ tư pháp có tham gia hay là không thì đương nhiên thường không phải là luật sư thường cũng không phải là người của bộ tư pháp làm sao tôi biết được các bạn à, trong có thể chia sẻ với các bạn là những gì mà được nói đến bởi SEC đó nó khác biệt nhiều so với những sự kiện trước đây các bạn đã biết là SEC vào cuộc à, của FDAX khi đã quá trễ rồi cũng tương tự khi mà SEC vào cuộc liên quan tới uh, UST và Luna liên quan tới Celsius liên quan tới Voyager khi mà họ vào cuộc đó, thì mọi chuyện cũng đã xong rồi tiền đã biến mất người ta đã mất tiền đợt này thì không phải các bạn cho tới bây giờ thì sàn Binance à, vẫn hoạt động và các bạn thấy được là những gì mà chúng ta nhận được là những lời cáo buộc chưa có nghe nói tới bất cứ một thông tin gì liên quan tới là sàn Binance à, lấy tiền khách hàng rồi tiền nó biến mất tất cả những cái đó đó thì chúng ta chưa thấy bất cứ những cái dẫn chứng nào cho nên DOJ có tham gia hay không đó thì à, tôi nghĩ là họ phải cân nhắc lại tại vì nếu như mà DOJ tham gia thì tôi nghĩ họ phải nắm bắt được một cái bằng chứng gì đó hoặc là đã có chuyện xảy ra rồi chứ nếu không thì nghĩ điều chị sẽ không có dễ dàng tham gia những cái vụ kiện như thế này đâu chúng ta sẽ biết sớm mà thôi đó là quan điểm hiện bây giờ của thuận các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà một điều đó rất rõ ràng là SEC đó đã thực sự tuyên chiến rồi các bạn Chúng ta cũng đã thấy được dựa theo tất cả những cái tài liệu chúng ta vừa nói Thì SEC có thể lấy bất cứ một thông tin gì để mà đăng lên trên Twitter Nhưng mà không, SEC đó lại lựa chọn chia sẻ một cái lời trích dẫn Từ Binance CEO, giám đốc quản lý quy định từ năm 2018 Và có cái lời chữ tục trong đây các bạn Nói chung thì nói là Binance hoạt động như là một cái đơn vị không cần giấy phép ở Hoa Kỳ. À, đương nhiên trích dẫn cái này ra thì có lý do các bạn để kích động người đọc giống như là muốn cho thấy được là Binance là một cái đơn vị mà hoàn toàn không quan tâm đến luật lệ Hoa Kỳ và là một đơn vị mà trục lợi từ Hoa Kỳ tóm lại là như vậy đương nhiên các bạn thấy được là CG cũng không có đơn giản bỏ qua thì CZ nói là Gary Gansler có bao giờ đọc những cái comment bên dưới hay là không tại vì các bạn thấy được là comment bên dưới này đó thì nói chung có nhiều câu cũng rất là khó nghe à, thì trên các bản thân không nghĩ là Gary Ganser là người quản lý cái tweet này đâu. Gary Chester đương nhiên là người mà đưa cái tài liệu nào cần được đăng rồi có người quản lý cái tweet này chứ Gary Chester chắc cũng không có quan tâm đến những ai nói gì bên dưới đâu các bạn. Và nếu như mà đã nói làm chính trị rồi thì các bạn thấy là họ cũng không quan tâm người ta nghĩ gì đâu. Thì đây là những gì mà được chia sẻ ngày hôm nay các bạn à, và các bạn đã thấy được là ngoại trừ liên quan đến cái sự trích dẫn đến từ SEC để mà kích động mọi người như được nhiều chia sẻ trên Twitter đó thì chúng ta đã thấy được là có một cái đơn vị khác nữa các bạn đây là một cái nhà báo mà ai cũng quen biết trong một thì crypto tuần này chính là New York Times và New York Times chính là cái nhà báo mà đã liên tục đăng những thông tin nó tốt về Sammon Free và nó tốt về Caroline sau cái sự việc của FTX chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái tòa báo rồi các bạn đây là một tòa báo mà nhiều người cho là đã nhận tiền để viết tốt về những người đó và cũng nhận tiền để viết xấu về Binance thì đương nhiên New York Times cũng không bỏ lỡ cơ hội này à, và khi mà đăng tin á, thì à, đã đưa ra một cái nhận định nhưng mà cái nhận định này đó thì lại không nói rõ là nhận định riêng của New York Times mà nói là những người mà tham gia vào crypto này đó, trên căn bản là những người anti chính phủ các bạn. Wow, <laughs> thường không nghĩ là những người trong thị trường này là phần lớn những người anti chính phủ đâu, thường không phải, các bạn cũng không phải chúng ta chỉ muốn có một cơ hội để được đầu tư chứ chỉ muốn có một cơ hội để có một loại tài sản mà có thể được sở hữu mà không phụ thuộc vào bất cứ đơn vị thứ ba nào chúng ta chỉ muốn có một loại tiền tệ mà không phụ thuộc vào bất cứ ngàn trung ương nào đó là những gì mà chúng ta muốn chứ không có phải như là New York Times nói nhưng mà đi New York Times đã có hiểm khích trước đây Về là crypto rồi họ cũng không ngần ngại, ngại gì để mà đâm thêm một phát còn về thị trường thì sao các bạn khi mà chúng ta thấy sự kiện này xảy ra đó thì chúng ta cũng thấy có một số lệnh lon bị thanh lý để refresh cái channel lại để các bạn có thể nhìn thấy được thông tin mới nhất là như thế nào cái trang con class đó, nó giống như là mới vừa được cập nhật các bạn cho nên nó hơi chậm thì tuy là nếu chúng ta nhìn trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng lệnh bị thanh lý tổng cộng là 301 triệu thì coi như không có nhiều các bạn tại vì một ngày mà thanh lý nhiều đó là con số nó phải gấp 6 lần gấp 7 lần con số này à, cho nên hôm nay không phải là ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý chỉ là trong một thời gian ngắn đó để cho các bạn nhìn thấy được là trong vòng uh, thời gian 1 giờ đi thì hồi sáng này khi mà có thông tin á, thì trong một thời gian ngắn chúng ta đã có khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ có nhiều lệnh lon bị thanh lý khi mà giá xuống và trong video ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói tới là có cái sự xuất hiện của nhiều lệnh đòn bẩy gần đây thì hôm nay thường nghĩ là cái đó nó cũng đã điều chỉnh xuống này các bạn tại vì có nhiều lệnh bị thanh lý trong thời gian ngắn này. Lúc này đó các bạn được là khoảng 8 giờ sáng đó đã có tổng cộng là 110 triệu đơn non bị thanh lý. Một giờ sau đó có 126 triệu đơn non bị thanh lý. Đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy được và chúng ta cũng có thể xem coi là sự kiện này xảy ra đó thì có nhiều tiền rời khỏi Binance giống như là có những thông tin xấu liên quan tới giống như FTX hồi xưa đó thì nhiều người tới đâm rút tiền thì có hiện tượng đó xảy ra hay là không thì chúng ta có thể nhìn vào crypto coin các bạn và dựa theo crypto coin thường zoom và các bạn sẽ thấy được đây á, là mỗi thanh đại diện cho một ngày màu xanh lá cây có nghĩa là có nhiều đồng BTC gửi vào hơn là lấy ra và ngược lại màu đỏ là ngược lại các bạn thì đây là tài liệu liên quan tới BTC trên sàn Binance như các bạn thấy trên màn hình thì đúng là chúng ta thấy có thêm BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào cho nên mới là màu đỏ tổng cộng là có 11.380 BTC đã rời khỏi sàn Binance thì nó có nhiều hay không các bạn khi mà zoom ra đó thì nó nhiều hơn là trung bình nhưng mà các bạn thấy được là nếu như zoom ra đây là tài liệu khoảng chừng từ tháng 12 tới bây giờ đó trong dòng... 6 tháng qua thì các bạn đã thấy được là cái số lượng rời khỏi này nó cũng không có phải là nhiều nhất chúng ta thấy nó cũng không có gì đặc biệt cho các bạn nhiều hơn bình thường một chút mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng là nhiều BTC bị rút ra khỏi sàn Binance chúng ta nhìn vào Ethereum thì ra sao các bạn để không refresh lại để chúng ta nhìn vào Ethereum đó, thì chúng ta thấy được là cũng có nhiều Ether rời khỏi hơn là nạp vào tổng cộng là 91.223 nhưng mà zoom ra đó trong vòng khoảng chừng 6 tháng qua thì các bạn thấy được là con số này cũng không có gì đặc biệt đâu và chúng ta cũng thấy là condes cũng đã đưa ra nhận định tương tự condes nói là thấy khoảng chừng 503 triệu Tiền rời khỏi sàn Binance khi mà có sự kiện này. Nhưng mà con số này đã cũng không bao nhiêu nhiều khi mà chúng ta so với lại những cái sự kiện trước đó. Giống như là hồi tháng 2 ra thì có tới 830 triệu rời khỏi trong vòng 24 giờ. Khi mà tiểu bang New York đã nói về đồng BUSD. Lúc đó thì cũng có số lượng rời khỏi nhiều hơn cả bây giờ nữa. Và chúng ta cũng đã thấy được là về giá cả đó thì chúng ta đã thấy xuống khoảng chừng là 4.2% so với giá của ngày hôm qua. Nói chung đó, đây là một cái thông tin mà rất là lớn được chia sẻ khắp nơi nhưng mà về sự ảnh hưởng của giá cả đó thì đương nhiên là xấu rồi các bạn nhưng mà cũng không phải là giảm nhiều lắm. BTC giảm 4.2, ETH giảm 3.2. BNB là đồng mà thường nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất thì giảm 8.2% đây là sự ảnh hưởng bằng giá cả của cái thông tin này nói chung thì đương nhiên không ai muốn sự kiện này xảy ra nhưng mà sự kiện này cũng không ảnh hưởng gì đến con đường của btc con đường của crypto Bitcoin Haven vẫn tiến tới nhưng chúng ta đã nói tới trong dòng thời gian qua vẫn như vậy các bạn chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới mà thôi rồi chúng ta cũng có một số những nhận định tại sao lại có chuyện này các bạn thì chúng ta đã thấy được là cho Hoskinson cũng đã chia sẻ một cái video thường cũng đã xem rồi các bạn cũng cảm thấy rất là hay video khoảng chừng là 20 phút mà thôi ở trên Twitter à, và đây là cái bài chia sẻ khi mà có sự kiện SEC và Binance thì cho Hoskinson nói là chúng ta thấy SEC kiện Binance tại vì đây là một phần của cái chiến lược chốt point 2.0 các bạn đây là chiến lược mình thường đã từng chia sẻ với các bạn chiến lược điểm nghẹt thở đó đầu tiên là sẽ không cho những ngân hàng tiếp cận với lại crypto để để hỗ trợ nền kinh tế của crypto. Thứ gì nữa đó là bắt đầu đàn áp những sàn lớn và những cái dự án có sức ảnh hưởng thì đây là một phần của cái chiến lược chốt hai 2.0 mà thôi dựa theo John Hutchinson và tất cả những gì xảy ra đó chúng ta có thể quan tâm đến Binance, Binance, Coinbase, Coinbase nhưng mà thật ra như gì xảy ra đó là liên quan tới CBDC đó là nhận định của John Hutchinson tất cả điều để dẹp đường cho CBDC sẽ trở thành một tiền kỹ thuật số mà người dân Hoa Kỳ sử dụng và sẽ bị kiểm soát đó là nhận định à, và đương nhiên à Johnson cũng đưa ra một số những nhận định khác nhưng mà nó mang cái à, tính chất liên quan đến chính trị hơn. Nhưng mà trong video đó thì John à, Johnson cũng đã nói về tại chúng ta tham gia crypto, tại chúng ta phải chiến đấu trong khi mà có nhiều mã đầu tư khác các bạn có thể đầu tư. Nhưng mà các bạn lựa chọn crypto, đúng là crypto có thể mang đến lợi nhuận các bạn nhưng mà đó cuối cùng cũng chỉ là một phần mà thôi ít nhiều gì đó tôi nghĩ là phần lớn mọi người tham gia thị trường này đó cũng có một cái lòng tin tuyệt đối nào đó liên quan đến crypto chứ nếu không nó không dễ dàng để mà trải qua những sự kiện này đâu các bạn đây là một cái à, thị trường mà nó không giống như là chứng khoán hay là không giống như là bất động sản hay là vàng hay là những mã đầu tư khác các bạn đây là thị trường mà có những cái thông tin Phết liên tục luôn thông tin này tới thông tin kia liên tục trao đảo thị trường này nhưng mà cũng vì lý do đó thì trường này lại có những cái sự tăng trưởng bất ngờ và ít nhiều gì đó các bạn đã ở đây nhất là như mà nào mà đã trải qua hơn một năm qua thì phải có một cái lòng tin ấn định nào tới thị trường này nhưng mà lại có thêm một suy nghĩ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn tại sao mà SEC lại chọn thời điểm ngay lúc này để mà kiện sàn Binance đầu tiên đó chính là những gì xảy ra ở quốc hội các bạn chúng ta đã biết là quốc hội đã gần đây không thích những gì mà SEC đang làm nhất là chúng ta nói tới Hạ viện nơi mà có nhiều người của đảng Cộng Hòa ủng hộ crypto và thông đề cập đến đảng Cộng Hòa tại vì họ đang chiếm ưu thế ở Hạ viện các bạn và điều này quan trọng vì sao tại vì chúng ta cũng vừa nghe nói tới cái tên một hai ngày gì đó đó đã có một cái dự luật à, dự luật này đó cũng được nhiều người quan tâm đến có tên là Market Structure đây là một dự luật liên quan tới thị trường crypto. Nói đơn giản hơn đó, đây là một dự luật mà sẽ giao quyền quản lý cho hầu hết những cái token à, cho CFTC các bạn, đơn vị mà quản lý hàng hóa giao hợp tương lai chứ không phải là SEC. Đây là một cái bài được chia sẻ bởi Ron Hammond các bạn. Ron Hammond là giám đốc của Blockchain Association đây là một cái đơn vị à, phi lợi nhuận mà làm việc trực tiếp với lại À, những cái người lập pháp đó để mà đưa ra những luật tốt cho thị trường crypto này thì đã chia sẻ là cái dự luật này đó được à, đề cập đến bởi Patrick B. Henry và à, Glenn Thompson đây là hai cái người mà có sức ảnh hưởng của đảng cộng hòa và đây là một cái dự luật mà đã tổng hợp những dự luật trước đây các bạn trước đây chúng ta cũng thường nghe nói tới nhiều dự luật liên quan đến crypto nhưng mà nó cũng không có được đề cập đến nữa à, đó là những dự luật như là token taxonomy act dự luật của lumis và gilderbrand các bạn đây là cái dự luật à, liên quan đến quản lý sinh crypto này chi tiết ra sao quản lý stable như thế nào chúng ta có security clarity act đây là cái dự luật để à, chia sẻ về cái gì là chứng khoán cái gì là token cái gì vân vân à, tóm lại đó đây là một cái dự luật để nói rõ ràng là định nghĩa của những cái đó là cái gì. À, và một dự luật khác nữa có tên là Keep Innovation in America Act và nhiều dự luật khác. Đây là một cái dự luật tổng hợp hết những dự luật trước đây. Market Structure là một dự luật mà đã có nhiều phần của những người mà đã đề cập tới trước đây. Cho nên á, vừa theo Ron Hampton, đây là dự luật mà hầu như chắc chắn là có thể thông qua được Hạ viện có thông qua được thượng viện hay không đó thì phải chờ xem coi là có bao nhiêu người đảng dân chịu ủng hộ cái dự luật này nhưng mà dù sao đi nữa đó cái mà được đề cập đến đó chính là dự luật này một là sẽ biến mất hai là sẽ được thông qua và sẽ được thông qua trong năm nay tại vì sao các bạn? Tại vì những người lập pháp đó họ không muốn đề cập đến bất cứ dự luật nào năm sau, tại vì năm sau tất cả những người lập pháp họ muốn chú tâm vào để mà dẫn động cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nếu như mà dự luật này được thông qua đó thì chẳng khác gì SEC không còn quyền hành nào hết cho hạn, họ sẽ có quyền hành cực kỳ hạn chế trong nền crypto này. À, thì nghĩ đây cũng là một áp lực mà Gary Gasser cần phải nhanh chóng kiện. Binance bây giờ, à, lúc mà họ vẫn còn quyền hành Và thêm vào đó nữa, chuyện Binance là một sàn lớn quốc tế Nếu như mà Binance mà trùng bước đó Thì đây chẳng khác gì là dằn mặt Coinbase các bạn Tại vì Coinbase à, đang chiến đấu với lại SEC Và Coinbase là một trong những cái sàn lớn ở Hoa Kỳ Và họ nghĩ là họ có nhiều tiền, cho nên sẽ chiến đấu với SEC Nhưng mà nếu như Binance mà lùi bước Thì đó sẽ là một cái bước tiến tới cho SEC Giống như dằn mặt Coinbase các con mày thấy chưa? Binance sẽ phải lùi bước chứ nói chỉ là Coinbase cho nên chuẩn bị để mà dẹp tiệm đi <laughs> đó là suy nghĩ của Thuận các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit Coinex, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu thế nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.